4 cái tên xuất hiện tại vòng bán kết của Chung kết Thế giới 2021 đã lộ diện. Hai cặp đấu BO5 sẽ tìm ra bộ đôi góp mặt tại trận chiến cuối cùng để cạnh tranh chiếc cúp bạc Sun Manor danh giá. Một trong hai cuộc chiến ấy được quan tâm hơn cả, và nhiều người nói vui với nhau rằng đáng nhất đây phải là trận chiến cuối cùng với những gì hai đội đã và đang thể hiện tại Chung kết Thế giới năm nay. Cuộc tái đấu của T1 và DK sau trận chung kết của LCK mùa hè 2021. Ở lần chạm mặt đó, mặc dù đã rất cố gắng nhưng Faker cùng đồng đội không thể ngăn cản Dabonkia bảo vệ thành công ngôi vương. Qua đó có lần thứ 3 liên tiếp lên ngôi tại giải đấu số 1 Hàn Quốc về bộ bộ liên minh huyền thoại. Cả Dabonkia và T1 khi ấy so với thời điểm hiện tại đã có những sự thay đổi. DK là sự toàn diện hóa lối chơi với sự trở lại của cặp đôi đường dưới Ghost và Barrow. Không ít những ván đấu tại Chung kết Thế giới 2021, Dabonkia đặt điều kiện thắng của mình xuống nửa dưới và cặp đôi đương kim vô địch luôn hoàn thành tốt trọng trách mà ban huấn luyện đề ra. Ngoài việc sở hữu tam tấu khủng khiếp bậc nhất liên minh huyền thoại thế giới ở thời điểm hiện tại với Khan, Kanyan và Showmaker, thì việc Ghost và Barrow dần lấy lại được phong độ đã giúp họ đăng quang tại Chung kết Thế giới năm ngoái, càng khiến cho Dabonkia trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Thành tích chưa để thua bất cứ một game đấu nào của Showmaker và đồng đội là minh chứng rõ ràng nhất cho luận điểm trên. Kaiser's gonna get the charm onto the back line as Showmaker dies as well. Jungle up in mid right now. Khan trying to get in from the side, but he's cycloned up by Armut. Khan still putting the damage down, but he just can't get enough in. He will, in the end, kill off Armut 3v4 now in favor of Dawnkia. Advancing, pushing forward towards Mad Lions as they drive. Arrows on the flank. But the flank is here, and Beryl has the death from below. And perhaps the X will mark the death of Mad Lions. Canyon in the pit. Infernal Soul on the menu for Dawn if they can get it, but Humanoid still very healthy. Look at the patience. The mana. Canyon secures the Infernal. Dawnkia trying to survive. Beryl stuns up Kaiser there. Khan pops a stopwatch. Ghost on a rampage. Putting the damage down onto Kazi as well, who still has the GA. Beryl, though, able to shut down Humanoid. And although Kazi survives, he will watch and die as Dawnkia clean up the fight. Nếu Dabonkia chưa để thua bất cứ một trận đấu nào tại Chung kết Thế giới năm nay, thì đối thủ sắp tới của họ, T1, cũng mới chỉ để thua một trận duy nhất trước F của Gaming trong hành trình tìm lại vinh quang đã mất trong quá khứ. Thành tích và màn trình diễn của Faker cùng đồng đội cho tới thời điểm hiện tại của Chung kết Thế giới 2021 có thể nói là vượt ngoài sự kỳ vọng khi họ đang sở hữu một lineup vô cùng trẻ trung. Điểm mạnh trong lối chơi của T1 vẫn là khả năng tạo áp lực trước đối thủ trong khoảng 15 phút đầu trận. Điều họ vẫn hay làm tại LCK mùa hè 2021. Tuy nhiên, khác với sự thiếu chắc chắn như ở thời điểm trước, lối chơi của T1 đang ngày một vào form. Nhìn vào các thông số, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của 15 phút ban đầu khi cả T1 và DK đều là những đội hàng chủ động trong việc áp đặt thế trận cho đối phương ngay từ những phút giây đầu tiên. Đường trên chắc chắn sẽ là điểm nóng nhất trong kéo đầu sắp tới giữa DK và T1 khi hai đội đều có lối chơi chủ động ngay trong khoảng thời gian ban đầu bằng việc lấy về những lợi thế sớm dành cho cánh trên. Khan đang cháy hết mình cho những vũ điệu cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của anh. Top solo kill của giải đã sở hữu một cú pentakill sau giai đoạn vòng bảng, người chơi giữ sát thương đầu ra tốt nhất trong số các top laner. Quá nhiều con số để chứng tỏ sự khao khát cho mục tiêu tối thượng, đoạt lấy Summoner Cup trong giải đấu cuối cùng của Đại Hán. But immediately it's slammed right back in their faces. Canyon and Khan can do no wrong. Hansama tries to get away, but Khan gets the quadra. Can he do it? Can he find the penta here for Dawnkia? Canyon's gonna chase down Inspired. Khan hungrily, greedily looking for it. Inspired is not gonna give it to him. He TPs. Canyon goes in for the damage. Khan comes in. Couple more shots. A penta for Khan. Bên phía bên kia, Kana vẫn đang ngày một trưởng thành để chứng minh anh sẽ là lớp kế cận xứng đáng cho những huyền thoại đường trên trong quá khứ của SKT hay hiện tại là T1. Ở Chung kết Thế giới 2021 năm nay, Kana gây ấn tượng mạnh bằng sự hổ báo nhưng không kém phần chắc chắn với những chất tướng như Kennen hay Grave. Circumstance where you can actually pull it off is actually pull people out of their engages as Depp might be in trouble. Yeah, kind of looking for the dive right underneath his turret. He had the shield bow and he's absolutely fine. Just walks up and takes down the AD carry of Homolife Esports. Xét về thông số của cả hai tại Chung kết Thế giới 2021, có thể thấy Khan đang nhỉnh hơn đôi chút so với người đàn em ở những chỉ số như lượng vàng hay sát thương trên phút. Khả năng đi đường của Đại Hán tại Chung kết Thế giới năm nay cũng đang vô cùng vượt trội. Cứ nhìn vào lượng vàng, kinh nghiệm hay chỉ số lính chênh lệch ở phút thứ 15, các bạn sẽ hiểu được áp lực khủng khiếp mà Khan tạo ra dành cho các đối thủ của mình. Grave, Jayce và Kennen sẽ là những lựa chọn tranh chấp của cả hai trong kèo đấu sắp tới.
Chênh lệch lớn nhất giữa T1 và DK tại trận chung kết của LCK mùa hè 2021 nằm ở hai người đi rừng của họ. Honor quá non nớt trong lần đầu được trải nghiệm không khí của một trận chung kết trước một cây nền quá xuất sắc. MVP của chung kết thế giới 2020 vẫn giữ nguyên được phong độ trong hầu hết thời gian thi đấu của năm 2021. Anh luôn là đầu tàu, là một trong những mũi nhọn nguy hiểm bậc nhất của Damwonkia. Biệt danh người đi rừng xuất sắc nhất thế giới vẫn đang rất phù hợp với cây nền ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sự tiến bộ không ngưng nghỉ của Honor cũng sẽ là một điểm vô cùng tích cực mà các fan T1 kỳ vọng trong cuộc thi đấu sắp tới giữa hai đội. Các thông số của Honor tính tới thời điểm hiện tại của chung kết thế giới 2021 là cực kỳ tuyệt vời. Vết xước duy nhất của người đi rừng T1 là trận thua trước Echo Gaming trong giai đoạn vòng bảng. Trận đấu mà vị trí của Honor bị Echo Gaming khai thác triệt để. Điều mà T1 sẽ cần phải đề phòng với sự tinh quái đến từ cây nền nói riêng và Damwonkia nói chung. Now for C. DFM can hold on in this play. Gang still going for the aggressive engage here onto Owner, but Owner just going to leap right back up to safety. Arya in the area. It's going to be a sleepy Graves, but he manages to get over the wall. Big Shadow Assault. Oh, parkour. Oh, no. Here we go, baby. Assassin Spree. Jump forward, leap in. That's some Nakazian diplomacy. A triple kill for Owner. Hai thế hệ đứng giữa kiệt xuất của Hàn Quốc sẽ có lần đầu chạm mặt tại một kỳ chung kết thế giới. Quỷ vương bất diệt của T1, Mr. Playoff, Faker sẽ có cuộc chạm trán hứa hẹn khó khăn với đường giữa đang được coi là toàn diện nhất nhì thế giới ở thời điểm hiện tại. Showmaker của Damwonkia. Nếu như chỉ nhìn vào những thông số, chúng ta sẽ không thể thấy hết được tầm ảnh hưởng của Faker với tập thể của T1 hiện tại. Không chỉ là thủ lĩnh về mặt tinh thần, lối chơi của Faker hiện tại cũng đã hy sinh rất nhiều so với anh của trước đây. Chăm đảo đường và hỗ trợ cho hai cánh, đặc biệt là hướng lên nửa trên từ rất sớm với việc tạo ưu thế dành cho Kana. As Hanwha trying to do the very best to defend their base, but two inhibitors go down. Three-man shockwave just found out of nowhere from Faker. As Willa, the only way that he can go is forward. He's in Zhao. This kid has not changed. Còn ở bên phía bên kia, những gì mà Shockmaker tạo ra cho Damwonkia là sự đột biến tối đa. Anh cùng cây niên tạo thành hai mũi khoan tử thần mà nạn nhân gần nhất của họ chính là sự tử cùng nội của trời Âu, Mad Lions. Respect! Khan Damwonkia! Clean the Lions off the map! Trận chiến của hai playmaker có thể nói là xuất sắc nhất nhì thế giới ở thời điểm hiện tại. Faker sẽ một lần nữa chứng minh vị thế của mình ở giải đấu mà anh vẫn đang là người nắm giữ kỷ lục vô địch. Hay Showmaker sẽ tiến thêm một bước nữa trong việc xô đổ những con số do chính thần tượng của mình tạo ra. Đứng dưới có lẽ là vị trí tự tin nhất với các cổ động viên của T1 ở thời điểm hiện tại. Mặc dù nói rằng Ghost và Barrow đang có những sự trở lại trong khoảng thời gian gần đây, nhưng nếu như nhìn vào cặp đôi hệ chiến của T1 bên phía bên kia, đặc biệt là con quái vật Gumayusi tại chung kết thế giới 2021. Kirei chạm mức 22.3, quả thực lâu tả được sự khủng khiếp mà Guma tạo ra. Ở tất cả các thông số như chỉ số lính, lượng vàng kiếm được trên phút hay những thông số đi đường, trắng xạ thủ sinh năm 2002 của T1 đều là người đứng đầu. Ba bắt đầu với Aphelios không nằm xuống bất cứ một lần nào trong cuộc đối đầu với Hangulai Esports, càng khiến Guayusi gần hơn với những cột mốc huyền thoại. Thuốc thử liều ca mang tên Damwonkia sẽ là bài test không thể giá trị hơn để minh chứng cho luận điểm liệu đã có thể gọi Guayusi là một siêu xạ thủ hay chưa. Get towards the pit. The Baron is secured. Willa now down extraordinarily low. It says he's unstoppable, but it's looking pretty stoppable right now. It's going to be Yushi's dominating as he takes down the jungler. Hanwha now running for the hills as quickly as possible. Decent disengage ult from Vista as Chovy dives into the back line. Gets exhausted though straight away. Morgan with the Dominus gets on top of Gumayusi, but there's so much peel and he is going to be okay. Lantern thrown out for Faker as Chovy flashes himself out of the way. Morgan doing the same thing as Owner goes golden. Vista and Depth still alive for the moment. But the Talon the has base. Found Avaris. And yes, the base is being absolutely destroyed. Chovy now on the wrong side. And this is going to be the ace almost. Phong độ tới nóc của Gubayusi có phần công lao rất lớn của Keria. Giáo sư của T1 đang ngày một trưởng thành và toàn diện hơn trong lối chơi. Ngoài những chất tướng mà giao tranh quen thuộc như Thresh, Lyona, Keria chứng minh anh cũng có thể chơi những mẫu tướng hỗ trợ thuần như Lulu hay Yumi ở thời điểm hiện tại. Keria 18.4, đứng đầu trong số những người chơi hỗ trợ, là một con số khủng khiếp mà Keria đạt được tại chung kết thế giới năm nay. Nếu như có ai đó có thể xếp ngang hàng với Keria ở thời điểm hiện tại, thì người đó chắc chỉ có thể là Barrow. Mặc dù không có những pha highlight hay những tình huống xử lý mang tính đột biến cao như những gì mà Keria đã, đang và sẽ tiếp tục trình diễn, thế nhưng sự ổn định là điều mà DK cần và Barrow luôn đáp ứng đủ với một đường dưới thường xuyên bị bỏ đói trong một tập thể như Damwonkia. Khả năng đảo đường của hai hỗ trợ cũng có thể sẽ là chìa khóa mở ra nút thắt trong kèo đối đầu giữa hai đội vào thứ bảy tới đây.
Mặc dù Damwon Kia đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút trong kèo đấu đầu sắp tới, nhưng với phong độ đang lên, các fan của T1 vẫn sẽ có quyền tin tưởng vào màn trình diễn của Faker cùng đồng đội. Trận tái đấu không khoan nhượng cho tấm vé đầu tiên bước vào trận chung kết của chung kết thế giới 2021. Giữa những con người đã quá hiểu nhau trong quá khứ, giữa sức trẻ và sự kinh nghiệm, giữa vinh quang trong quá khứ và hào quang ở thời điểm hiện tại. Mọi thứ sẽ được đẩy lên đỉnh điểm của cao trào vào 19 giờ thứ bảy, ngày 30 tháng 10. Các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.